Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 58. Chương 571, Thiên Cơ 4. Người xuất gia tứ đại giai không nên chấp nhất thắng bại. Sao không ăn cháo thịt? Sao không ăn cháo thịt? Vẻ mặt Tịnh Tư Hòa Thượng dần dần phức tạp, lộ ra nét mặt rối rắm cùng dãy ruộng. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm hắc kim trường đao. Khóe miệng Hứa Thất An khẽ cong. Thì ra là thế. Sở Nguyên Trần khen ngợi, Tịnh Tư từ nhỏ ở Phật môn tu hành, có lẽ Phật pháp tinh thâm, lại thiếu vài phần từng trải trong cuộc sống lắng đọng lại. Đây là sơ hở của hắn. Hứa Ninh Yến quả nhiên cơ trí. Tịnh Tư tựa như con em thế gia thiên phú dị bẩm, từ nhỏ ở trong tộc tu hành, thực lực là có, tâm cảnh lại không viên mãn, thiếu lịch luyện cùng lắng đọng lại. A Di Đà Phật, Hằng Viễn niệm tụng Phật hiệu, trong lòng buồn bã. Hắn nghĩ tới sư đệ Hằng Tuệ mình một tay nuôi lớn, cũng là một vị đệ tử Phật gia cực có thiên phú, nhưng thiếu từng trải thế tục, động lòng phàm, đến nỗi gây thành họa lớn. Làm tốt lắm, mắt các quan văn sáng lên, âm thầm ủng hộ. Công thành là hạ, công tâm là thượng, một bước này thầm hợp với binh pháp, kỳ diệu đến đỉnh điểm. So sánh với đánh đánh giết giết, thao tác này Hứa Thất An phá kim cương trận, càng làm các quan văn có cảm giác tán đồng. Không khỏi lại hiện lên ý niệm kia, kẻ này không đọc sách đáng tiếc. Theo bản năng, hiện lên một ý niệm tiếp theo, Hứa Bình Chí không ra làm sao. Vương Thủ Phụ âm thầm gật đầu, thao tác của Hứa Thất An khiến hắn có loại cảm giác chợt thông suốt, đây là kế sách ứng đối hắn trước đây không nghĩ tới. Lúc vụ án bạc thuế, lão cũng không biết Hứa Thất An người này, thật sự chú ý hắn là ở sau vụ án tăng bạc. Đột nhiên ý thức được, kẻ này tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Đáng tiếc là người của Ngụy Uyên, về sau chỉ có thể là kẻ địch, không thể làm minh hữu. Lúc này, theo niệm tụng Phật hiệu, một thanh âm quanh quẩn ở bầu trời, Tịnh Tư, ngươi tướng rồi. Câu này cùng lúc vang ở bên tai. Mọi người cũng truyền vào bức họa cuộn tròn, vang ở bên tai Tịnh Tư Hòa Thượng. Hòa Thượng trẻ tuổi tuấn tú như một mới tỉnh, như điện giật rụt tay về, vội vàng chắp hai tay lại, không ngừng niệm tụng Phật hiệu. Dần dần, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Vô liêm sỉ. Vương Thủ Phụ đập chén dựng lên, giận không thể át, độ ách la hán, Phật môn không dám thua cuộc sao. Phía sau Ngụy Uyên, chín vị kim la đồng thời đứng dậy, đè chuôi đao. Tịnh Trần Hòa Thượng thản nhiên nói, dám chính có thể âm thầm giúp đỡ, vì sao Phật môn không được. Hắn đây là cắn chặt Hứa Thất An vừa rồi một đao kia, là dám chính âm thầm giúp đỡ, hoặc là trước đó ở trong cơ thể hắn chôn xuống thủ đoạn tương ứng. Vương Thủ Phụ cười lạnh nói, đạo lý của thiên hạ này là Phật môn ngươi định đoạt. Ngươi nói dám chính ra tay giúp đỡ, dám chính liền ra tay giúp đỡ. Các quan to quý tộc mặt lộ vẻ giận dữ, đại thể coi như khắc chế, dân chúng vây xem cùng nhân sĩ giang hồ kiệt ngạo thì không để ý nhiều như vậy. Tiếng mắng tức giận trầm trầm bổng bổng, thậm chí xuất hiện hành vi va chạm cấm quân. Con lừa chọc vô sỉ, cái này bày rõ chính là chơi xấu, chúng ta mặc kệ, kim cương trận đã phá. Đường đường Phật môn không biết xấu hổ như thế, hôm nay đấu pháp Phật môn nếu thắng, chúng ta cũng không nhận. Độ Ách đại sư mắt điếc tai ngơ đối với tiếng mắng chửi rung trời, nhìn Tịnh Trần, thản nhiên nói, ngươi lại há không phải tướng. Đệ tử biết tội, Tịnh Trần cúi đầu, hòa thượng bên ngoài có thể nghe được ta cùng Tịnh Tư đối thoại, còn có thể như vậy. Đấu pháp đã có văn đấu cũng có võ đấu, đều trông vào bản lãnh, bên ngoài cưỡng ép can thiệp, thế này quá đáng lắm rồi. Hứa Thất An ngầm bực, hắn lúc này không nói gì nữa, khoanh chân thổ nạp. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An mở mắt, nhặt trở về hắc kim trường đao, thu về vỏ đao. Đè chuôi đao, Hứa Thất An cất cao giọng nói, ta chỉ ra một đao này qua, sống chết tự gánh vác. Thanh âm thông qua bức họa cuộn tròn, truyền tới bên ngoài, chỉ ra một đao. Mặc kệ người thường hay trong nghề, mặc kệ là bình dân hay quý tộc, sau khi nghe được câu này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Là lời nói lúc tức giận sao? Hứa Thất An lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc, thu liễm toàn bộ khí cơ, khí tức trong cơ thể hướng bên trong sụp xuống. Đan điền tựa như một cái hố đen, đây là quá trình xúc lực ắt không thể thiếu của thiên địa nhất đao trảm. Các ngươi đã chơi xấu, vậy đừng trách ta bật hách. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực đồng bộ sụp xuống nén lại, dẫn dắt đến một luồng lực lượng khí huyết khổng lồ trong cơ thể. Đó là tinh huyết của thần thủ hòa thượng. Trên đường từ Vân Châu về Kinh,
Hứa Thất An hấp thu giọt tinh huyết này bằng vào tinh huyết võ giả bất tử bất diệt chết mà sống lại, nhưng bộ phận lực lượng còn lắng đọng lại ở trong cơ thể hắn. Hứa Thất An ở lúc nhìn thấy Độ Ách La Hán để Tịnh Tư vào trận, lập tức ý thức được mình vô luận như thế nào cũng không tránh được vị kim cương này. Mà kim cương bất bại có Phật môn bí cảnh tăng thêm, bằng lực lượng của Hứa Thất An vô luận như thế nào cũng không có khả năng chém vỡ. Lúc ấy hắn liền nấp ở trong Ti Thiên Giám, câu thông thần thù hòa thượng. Ti Thiên Giám là địa bàn của thuật sĩ, không cần lo lắng sẽ bị Độ Ách La Hán phát hiện. Thần thù hòa thượng đưa ra đề nghị là điều động tinh huyết trong cơ thể, mang lực lượng còn sót lại không thể tiêu hóa đó phát tiết ra. Lực lượng này cũng sẽ không bại lộ thần thù hòa thượng tồn tại, vì có thể để Hứa Thất An hấp thu tinh hoa bất diệt trong máu, thần thù hòa thượng đã sớm mài đi thuộc tính của nó. Nó bây giờ trên bản chất chỉ là tinh túy võ phu ngưng tụ ra. Lực lượng lắng đọng ở trong cơ thể sống lại, nó tan vào tứ chi bách hải Hứa Thất An, chuyển thành khí cơ thuần túy. Phật cảnh không có gió, nhưng mái tóc Hứa Thất An không gió mà tự động, hắn vẫn từ từ nhắm mắt, tựa như bá chủ ngủ say, đang từng chút một thức tỉnh. Thiên địa này cũng phải vì hắn sống lại mà run rẩy. Chuyện gì vậy? Là ta hoa mắt sao? Sao cảm giác thế giới đang run rẩy? Là Phật Sơn đang run rẩy, là Phật Sơn đang run rẩy. Ngoài sân, bỗng nhiên có người kinh ngạc hô to, là Hứa Thất An, hắn sắp rút đao rồi. Không có ai là người mù, đều nhìn ra là Hứa Thất An khiến Phật Sơn chấn động. A-di-đà Phật. Tịnh Tư tay bắt pháp quyết, nguy nga bất động, nhưng trong Phật cảnh mây mù đã chuyển động, chiếu xuống những tia sáng vàng nhỏ vụn, tan vào kim thân. Vì thế, kim thân càng thêm lấp lánh nồng đậm, nở rộ ra vạn đạo hào quang, như ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên. Bất phân thắng bại. Hoài Khánh đứng bật dậy, bước ra khỏi lều che nắng ngửa đầu nhìn, trong mắt của nàng, nên đón ánh vàng lấp lánh, nàng nhìn chằm chằm, ngừng thở. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 572, Thiên Cơ Năm. Càng nhiều người đứng lên, đi ra khỏi lều che nắng, bọn họ ngẩng đầu, mở to mắt, ngay cả hít thở cũng đã quên, trong đó bao gồm Vương Thủ Phụ. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, đi thong thả đến ngoài lều che nắng, thản nhiên nói, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Cái này cũng ở trong dự đoán của ngươi sao, Ngụy Công. Các kim la nhìn bóng lưng của hắn, keng, tiếng rút đao như kinh lôi, vang vọng thiên địa. Trên đời không một cây đao như vậy nữa, vạn người chú ý như thế, tác động trái tim vô số người. Trên đời cũng không có đao kiên quyết như vậy nữa, giống như muốn chém đứt tất cả, thà làm ngọc vỡ. Trên đời đương nhiên cũng không có đao nhanh như vậy, nhanh đến mức mắt thường không bắt giữ được. Nhưng, mắt mọi người ngoài sân, rõ ràng thấy kim thân kia tan vỡ, nhìn thấy tầng tầng, lớp lớp ánh sáng vàng tựa như sương mù bị thổi tan đi, đó là đao ý vô tận đuổi ánh sáng vàng đi. Vị kim cương này ở ngoài thành Nam bất bại 5 ngày, tòa kim thân này bị dân chúng trong thành canh cánh trong lòng 5 ngày, rốt cuộc, đã thua. Trên sân, Hứa Thất An ngạo nghễ mà đứng. Tịnh Tư ngã ngồi, vết đao ở ngực bụng thấu xương, có thể thấy được nội tạng tổn hại, hắn sắc mặt trắng bệch, không thể duy trì tư thế ngồi thiền nữa. Từng tia sáng màu vàng nhỏ vụn một lần nữa tụ hợp, hội tụ vào vết thương của hắn, chữa trị máu thịt. Ta nói rồi, ta chỉ ra một đao. Hứa Thất An thản nhiên nói, giờ khắc này, kinh thành vạn người im lặng. Đại khái có 4-5 giây yên tĩnh, sau đó, đột ngột, sóng âm đến rồi. Có người thét chói tai, có người hoan hô, thậm chí có người lệ nóng lưng tròng, quét sạch nghẹn khuất mấy ngày qua. Đại Phụng ta chính là Cửu Châu chính thống, văn hóa giáo dục võ công số 1 thiên hạ. Có người đọc sách hô lớn khàn cả giọng, Hứa Thi Khôi võ đạo tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất. Lúc này, mọi người nhớ tới lời trong bí cảnh vừa rồi truyền ra, ta chỉ ra một đao. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu tự tin cùng hào khí trong câu này. Nguyên cảnh đế đứng ở nóc quan tinh lâu, trực diện sóng âm, cũng thấy được con dân nhiệt huyết sôi trào, tình cảm quần chúng trào dâng. Kim cương trận, bá. Lão hoàng đế lộ ra nụ cười từ đáy lòng, dám chính, ngươi quả nhiên là có nắm chắc, tốt, tốt lắm, Hứa Thất An cũng tốt lắm, không uổng phí triều đình bồi dưỡng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Vương Tiểu Thư nghe thấy phụ thân thấp giọng thì thào, quả thật là anh hùng khá lắm. Vương Tiểu Thư thầm nhủ,
ánh mắt nàng quét một vòng, thấy rất nhiều tiểu thư khuê các quen biết, nhìn thiếu niên bậc thang Phật Sơn, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt si mê. Trong đó thế mà còn có một số phu nhân phong vận vẫn còn, ánh mắt các nàng tràn đầy tính xâm lược, sáng quắc, mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh niên kia. Cho dù là Trạng Nguyên, cũng không vẻ vang như hắn. Vương tiểu thư ở trong lòng bổ sung một câu, thình thịch, thình thịch. Phiếu Phiếu nghe thấy được tiếng tim mình đập như nổi trống, là kịch liệt hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ có. Nhìn đại ca vẻ vang vô hạn, Hứa Linh Nguyệt cũng có chút ngây ngốc. Thầm thầm chậc chậc một tiếng, lão gia à, sau lần đấu pháp này, bậc cửa nhà chúng ta cũng sẽ bị bà mối đạp hỏng nhỉ. Lão gia, Hứa Bình Chí hai mắt rưng rưng, vẻ mặt vui mừng. Đại ca càng ngày càng mạnh, hắn ở võ đạo dũng mãnh tinh tiến, ta cũng không thể tụt lại quá nhiều. Hứa Tân Niên lặng lẽ siết chặt nắm tay, cho dù là Hoài Vương lúc còn trẻ, cũng không rực rỡ lóa mắt như hắn nhỉ. Bà dì thầm nghĩ, đại sư tu dưỡng cho tốt đi. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, tiếp tục lên núi. Xuyên qua núi rừng trong mây mù lượn lờ, đi một khắc đồng hồ, phía trước rẽ mây nhìn trời, đá lởm chởm, cỏ cây thưa thớt, có một cây bồ đề thật lớn, một lão tăng ngồi xếp bằng dưới tảng cây. Hứa Thất An biết đây là cửa ải thứ ba, mà hắn lúc này đã sắp đến đỉnh núi. Thông qua một cửa ải này, đỉnh núi hẳn là còn có một cửa ải, cũng là một cửa ải cuối cùng. Hứa Thất An chắp hai tay lại, đại sư, một cửa ải này, chúng ta đấu cái gì? Lão tăng niệm tụng Phật hiệu, từ từ nói, thí chủ tâm không tĩnh. Vừa mở miệng chính là lão thiền sư rồi. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, hỏi ngược lại, vì sao phải tĩnh? Tâm tĩnh thì có Pháp thì có Phật thì có thể siêu thoát khổ hải. Lão tăng trả lời, vì sao phải siêu thoát khổ hải? Hứa Thất An lại hỏi, vì sao không siêu thoát? Lão tăng cũng hỏi lại, vì sao phải siêu thoát? Hứa Thất An tranh cãi, vì sao không siêu thoát? Lão tăng từ từ nói, bọn họ đang nói cái gì? Nói thiên cơ đó, cái này cũng nghe không hiểu. Ngươi nghe hiểu, vậy ngươi nói cho ta biết. Nói lời thừa, ta nếu có thể nghe hiểu, ta đã thành cao, tăng. Nhưng, chính là vì nghe không hiểu, cho nên mới ẩn chứa huyền cơ bên trong. Thì ra là thế. Dân chúng bên ngoài châu đầu ghé tai, phản ứng không giống nhau, có người cau mày, từng câu từng chữ nhấm nuốt đối thoại của bọn họ, ý đồ từ trong đó thể ngộ được thiên cơ chí lý. Có người thì khẽ gật đầu, hoặc rung đùi đắc ý, bộ dáng có điều hiểu ra. Sau đó, mọi người, từ hoàng thân tôn thất, cho tới bình dân, nghe thấy Hứa Thất An nói, đại sư, chúng ta nói tiếng người đi, ta vừa rồi đều là nói bừa. Thế gian vạn vật đều có tâm, nếu có thể lòng mang từ bi, cảm ứng vạn vật, lại nào cần câu nệ ở tiếng người. Lão tăng chắp hai tay lại, không một gợn sóng, cũng không bởi lời Hứa Thất An nói mà tức giận. Vậy ngươi đừng nói quan thoại đại phụng với ta nữa, ngươi nói ngôn ngữ Tây Vực không phải được rồi. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm, gọn gàng dứt khoát nói thẳng đi, đấu pháp như thế nào. Đừng nói nhảm với ta nữa, thí chủ tướng rồi, vì sao phải đấu pháp? Lão tăng mỉm cười. Rõ ràng là Phật môn ngươi đề xuất đấu pháp, đại sư cố tình gây sự như vậy, không sợ đánh mất thể diện Phật môn. Hứa Thất An nhíu mày, vừa rồi thí chủ ở chỗ sườn núi nói, ngươi xuất gia tứ đại giai không? Lão tăng khuôn mặt tường hòa bình tĩnh, từ từ nói, đã là tứ đại giai không, thể diện là cái gì? Được rồi, đại sư tính khảo nghiệm ta như thế nào? Hứa Thất An nhịn. Hắn cảm thấy khó giải quyết, so với Giang Tinh chỉ những kẻ trên mạng chỉ biết phản bác người khác thì càng đáng sợ hơn là không nói tiếng người. Giang Tinh ít nhất còn có thể liều mạng bắt lấy lỗ hổng trong câu nói của ngươi để phản bác ngươi. Nhưng kẻ không nói tiếng người là mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn cũng không quan tâm ngươi, hắn chỉ nói chuyện của mình. Ngươi không thể lĩnh ngộ, vậy là ngươi không được. Nhưng ngươi cho dù hao hết tâm lực đi lĩnh ngộ, cũng vô dụng, bởi vì hắn sẽ không nhìn ngươi. Cuộc đời là tu hành, thí chủ. Vào bí cảnh Phật môn này, cũng là một loại tu hành. Lão Tăng cười nói, tu như thế nào? Đại sư chỉ điểm. Tu hành dựa vào cá nhân, cần gì phải hỏi Bần Tăng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 573, Đại Thừa Phật Pháp 1. Tu hành cách vách mẹ ngươi, không nói tiếng người đúng không, lão tử không phụng bồi.
đáy lòng Hứa Thất An bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa vô danh, bỏ lại lão tăng mà đi. Nhưng một vách chắn đã chặn hắn lại, ta trái lại có một ý tưởng. Hứa Thất An cười lạnh quay lại, đè chuôi đao, không biết Tứ Đại Giai Không đại sư, ngài có thể tiếp ta một đao hay không? A Di Đà Phật, vậy liền thử đi. Lão tăng sụp mi nhìn xuống, trầm giọng nói, bần tăng là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra một luồng chấp niệm. Văn Ấn Bồ Tát, nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An mặt không biểu cảm buông tay, đại sư, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Lão tăng thành thực trả lời, thí chủ bảo bần tăng tiếp một đao. Đại sư. Hứa Thất An nghiêm khắc quát lớn một tiếng, đi đến đối diện lão tăng, ngồi xếp bằng, chắp hai tay lại, phê bình, chẳng lẽ Phật môn chỉ biết đánh đánh giết giết sao? Chẳng lẽ Phật môn phổ độ thương sinh đều dựa vào đánh đánh giết giết sao? Đại sư, chúng ta tán gẫu tiền bạc, cẩu nô tài hắn vừa rồi là sợ rồi sao? Phiếu Phiếu nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh liếc xéo nàng một cái, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản, thay đổi sách lược mà thôi. Binh pháp nói, thượng binh phạt mưu, đối địch cũng tương tự. Phiếu Phiếu bừng tỉnh đại ngộ, vì thế cho rằng là mình hạn hẹp rồi, cẩu nô tài đó không phải sợ, là thông minh thay đổi sách lược. Hắn chính là sợ hãi, Lâm An không có đầu óc quá dễ lừa. Hoài Khánh lắc đầu, thương hại nhìn muội muội. Sau khi nghe được đối phương là chấp niệm của Bồ Tát, Hứa Thất An cơ trí hóa giải, xung đột, điều này làm rất nhiều người ngoài sân đều cảm thấy bất ngờ. Thế này cũng quá kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt rồi. Nhưng, một phen hành động này khiến hình tượng hắn càng thêm tươi sáng thú vị, ít nhất các nữ quyến quý tộc cảm thấy vị ngân la này rất thú vị, rất có ý tứ. Hắn cũng biết điều, một cửa ải này nếu là lấy bạo lực phá giải, chỉ sợ phải thua không thể nghi ngờ. Nam Cung Thiến Nhu hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này. Các kim la bất đắc dĩ lắc đầu, có chút muốn cười, nhưng trường hợp lại không đúng. Có đôi khi cảm thấy hắn căn bản không giống võ phu, sợ mà không hề có áp lực, không có lấy một chút gánh nặng tâm lý. Nhưng hắn lại là thiên tài võ đạo tư chất cực phẩm. Nghĩa phụ, một cửa ải này huyền cơ ở nơi nào? Dương Nghiễn hỏi. Các kim la đều nhìn về phía Ngụy Uyên, chờ đợi hắn trả lời. Chưa bao giờ cân nhắc Ngụy Uyên cũng không phải gián điệp của Phật môn, hắn làm sao biết cửa ải thứ ba đấu là cái gì? Ngụy Uyên không quan tâm bọn họ. Lúc này, trong lều che nắng của hoàng thất, thiếu nữ mặc váy cung đình màu lửa đỏ hai tay làm loa, lanh lảnh hô lớn, này, bọn lừa chọc, một cửa ải này đấu là cái gì? Là lão hòa thượng trận sao? Thiếu nữ đó khuôn mặt mượt mà, có một đôi mắt hoa đào ngập nước, thoạt nhìn là loại nữ tử quyến rũ đa tình, cực kỳ dụ người. Độ Ách La Hán vốn không muốn quan tâm, nhưng thấy người hỏi là vị công chúa nào đó, xuất phát từ lễ nghi, giải thích, cửa ải thứ ba, không có nội dung. Lời này vừa ra, các quan to quý tộc ở đây, tất cả đều ngạc nhiên. Không có nội dung là có ý tứ gì? Phiếu Phiếu hai tay bốp đập bàn một phát, biểu đạt mình bất mãn. Độ Ách La Hán chỉ lắc đầu, cười mà không nói. Các kim la bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Ngụy Công không nói, thì ra một cửa ải này căn bản không có nội dung, nhưng không có nội dung, đấu pháp như thế nào? Ở trong sự nghi hoặc của mọi người, Hoài Khánh Công, chúa mở miệng, thanh âm mát lạnh tựa như ngọc thạch va chạm, dễ nghe hơn nữa có khuynh hướng cảm xúc, vô đề. Vậy có phải hay không ý nghĩa, mặc kệ Hứa Ngân La ứng đối như thế nào, Phật môn đều có thể không đáp ứng, hoặc không tán đồng, vây hắn ở trong bí cảnh, thẳng đến lúc hắn nhận thua mới thôi. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Trong các chỗ lều che nắng, đám quan văn võ tướng khẽ biến sắc. Sau khi cẩn thận nhấm nuốt, phát hiện quả thật như thế, cửa ải khó khăn nữa, chỉ cần có đề mục, tóm lại là có thể phá được. Khó chơi nhất, khó giải nhất là loại đấu pháp không có nội dung này, không gian thao tác rất lớn, mặc kệ là võ đấu hay văn đấu, Phật môn đều có thể một phiếu phủ quyết. Phật môn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Cái này không phải chơi xấu sao, đã muốn đấu pháp, vậy triển khai trận thế, văn đấu võ đấu các Phật môn người cứ nói. Cái này tính là gì? Đấu pháp kiểu xấu chơi, chỉ sợ thắng chẳng vẻ vang. Vương thủ phụ, bệ hạ không có mặt, ngài ra mặt nói chuyện. Võ tướng tính cách nóng nảy đập chén, chỉ vào đám người Độ Ách La Hán chửi ầm lên. Văn đấu võ đấu đều không sợ, kinh thành cao thủ nhiều như mây, hai bên gặp chiêu giải chiêu, dựa hết vào bản lãnh. Nhưng cửa ải thứ ba này quả thực là khó giải, Hứa Thất An không được, như vậy đổi người khác lên, có thể được.
dân chúng bị cấm quân chắn ở vòng ngoài nghe thấy các quý tộc quát hỏi, lập tức ý thức được không thích hợp, ngại là khoảng cách xa xôi, nghe không quá rõ. Chuyện gì vậy? Các vị đại nhân trong lều che nắng tựa như rất phẫn nộ, tựa hồ muốn nói Phật môn chơi xấu. Phật môn chơi xấu như thế nào? Ai ra? Gấp muốn chết, có phải cửa ải thứ ba này có huyền cơ gì hay không? Trong tiếng nghị luận, một vị nhân sĩ giang hồ sa sầm nét mặt, cất cao giọng, các vị, ta vừa mới nghe được, sự tình là như vậy. Võ giả thính lực rất mạnh, dân chúng bình thường nghe không thấy, nhưng nhân sĩ giang hồ gần hàng đầu tiên lại nghe rõ, lập tức mang huyền cơ của cửa ải thứ ba nói ra rộng rãi. Vô sỉ! Có người đọc sách giận tím mặt, nghĩ ta đọc sách mấy chục năm, chưa bao giờ gặp người ti tiện vô sỉ thấy vậy, đường đường Phật môn, vì thắng đấu pháp lại hạ lưu xấu xa như thế. Có phải hay không sợ đao pháp Hứa Thi Khôi của chúng ta mới cố ý sử dụng thủ đoạn vô sỉ này? Mặc kệ thi hay là đấu pháp, đều nên đường đường chính chính, người không nên, ít nhất không thể. Khoa cử chuyện lớn như vậy, cũng còn có đề thi. Dân chúng tình cảm quần chúng trào dâng, lên án mạnh mẽ Phật môn vô sỉ, nhưng hận trong tay không có trứng thối cùng rau cỏ, bằng không ném hết qua. Có hai đao phía trước của Hứa Thất An, bình dân đã từ quan niệm Phật môn thực cường đại chuyển biến thành Phật môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Đây đều là Hứa Thất An mang đến tự tin, mang đến sức mạnh. Trong lòng vô số người dân đều kiêu ngạo, cảm giác vinh dự cùng. Bây giờ, thấy Phật môn vô lại như thế, đặt bẫy chơi Hứa Thất An, bình dân giận tím mặt, lại bắt đầu xô đẩy cấm quân, một tư thái muốn xông vào đánh bọn đầu chọc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 574, Đại Thừa Phật Pháp 2. A-di-đà Phật, vô đề cũng là đề, cuộc đời biến ảo vô thường, chẳng lẽ lúc nào cũng có đề chờ đợi các vị. Thanh âm tường hòa của Độ Ách La Hán truyền khắp toàn trường, tựa như mang theo lực lượng an ủi lòng người, khiến quần chúng bên ngoài không tự giác an tĩnh lại, cho rằng hắn nói có lý. Năng lực của Phật môn thất phẩm, Pháp Sư Cảnh. Không chỉ dân chúng, ngay cả các quý tộc trong lều che nắng cũng thu liễm lửa giận, khẽ gật đầu. Vô sỉ! Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện thế mà là thư sinh lạ mặt tuấn Mỹ, hắn đủng đinh xuống khỏi lều che nắng. Tới quảng trường, cười lạnh nhìn một đám hòa thượng, khó trách hòa thượng các ngươi đều là đầu chọc. Thì ra là mang tóc trên đầu giấu vào trong lòng, bề ngoài thong dong nhẹ nhàng, trong lòng chất chứa dơ bẩn, đáng xấu hổ. Tịnh Trần hòa thượng nhíu nhíu mày, vị thí chủ này. Ai là thí chủ của các ngươi, Hứa Mỗ một đồng cũng sẽ không bố thí cho các ngươi, gặp người liền gọi thí chủ, đáng xấu hổ. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, hay cho một đại sư cao tăng Phật Pháp, ngươi cũng là chấp niệm Phật Đà chém trước khi xuất gia sao? Chấp niệm Phật Đà trước khi xuất gia chém ra. Tịnh Trần sửng sốt, tiếp theo giận dữ, đây là đang vũ nhục ai vậy? Thí chủ thân là người đọc sách, mở mồm ngậm miệng chỉ biết mắng chửi người, đây là người đọc sách đại phụng. Ta chưa bao giờ mắng chửi người, ta mắng đều không phải người. Đám người Phật môn đều lộ ra vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Hứa Tân Niên. Sao rồi, không phục? Các vị cao tăng đường xa mà đến, đề xuất đấu pháp, đại phụng là lễ nghi chi bang, chỉ phái một ngân la ra mặt, đã đủ nể mặt các ngươi rồi. Nào biết ra mặt các ngươi thế mà so với tường thành kinh thành còn dày hơn, khó trách 20 năm trước chiến dịch Sơn Hải Quan có thể đánh thắng, quả thật đa số dựa vào các vị. Liên quân man tộc Nam Bắc 10 năm cũng không công phá được ra mặt của các đại sư. Nhưng chư vị đại sư còn chưa tự giác, thứ không có tự giác, soi gương cũng vô dụng. Buồn cười. Tịnh Trần hòa thượng đứng bật dậy, tăng bào phồng lên, hắn trợn mắt trừng trừng, giống như kim cương nổi giận, khí thế làm người ta sợ hãi. Hứa Tân Niên nguy nga không sợ, cười khì một tiếng, hay cho một đại sư tứ đại giai không, không con mẹ nó cái gì vậy, pi. Vẻ mặt Tịnh Trần hòa thượng đột nhiên cứng đờ. Độ Ách đại sư thản nhiên nói, Tịnh Trần, tâm ngươi loạn rồi. Tịnh Trần hòa thượng sắc mặt trắng bệch, vô lực ngã ngồi, chắp hai tay lại, run giọng nói, đệ tử tướng rồi. Sứ đoàn Tây Vực đến kinh là khởi binh vấn tội, bản thân đã mang theo tức giận, sau khi đấu pháp, dân chúng xung quanh chửi mắng chưa từng dừng lại. Đồng thời, Hứa Thất An liên tục phá hai trận, tạo thành áp lực tâm lý thật lớn đối với tăng nhân Phật môn. Hứa Tân Niên lần này đột nhiên nhảy ra chửi mắng, vũ nhục nhân cách, Phật còn có ba phần lửa giận, huống chi là bọn hắn đám đệ tử này.
Hứa Tân Niên ha ha một tiếng, xoay người trở về. Từng ánh mắt rơi ở trên người Hứa Tân Niên, trong kinh ngạc bí mật mang theo thưởng thức. Những lời đó tuy không dễ nghe, nhưng mắng hay, mắng tăng nhân Phật môn không còn lời nào để chống đỡ. Thế này rất sướng. Hơn nữa, bọn họ tự xưng là có thân phận, những lời đó là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra trước mắt quần chúng. Hứa Tân Niên tương đương công cụ truyền tiếng lòng của quý tộc. Thông minh, Vương Tiểu Thư thầm khen một tiếng, nàng nhìn ra, Hứa Hội Nguyên mắng chửi người chỉ là mặt ngoài, mục đích thật sự là nhiễu loạn Phật tâm của tăng nhân Phật môn. Cố ý chọc giận bọn họ, sau đó cho một đòn chí mạng. Đã chút giận, lại đả kích hòa thượng nặng nề. Mặt khác, nàng đoán Hứa Hội Nguyên chủ động tấn công, còn có một tầng thâm ý, đó là ở trước mặt quý tộc kinh thành biểu hiện một phen, ở trước mặt bệ hạ biểu hiện một phen. Bày ra đủ giá trị, để bệ hạ cảm thấy hắn là một nhân tài, sau khi thi đình, có lẽ sẽ cho hắn một tiền đồ không tệ. Có vài phần tài trí. Lúc này, nàng nghe thấy phụ thân Vương Trinh Văn thản nhiên đánh giá một câu. Vương Tiểu Thư mỉm cười. Sướng. Hứa Tân Niên ngồi trên ghế, trong lòng được thỏa mãn thật lớn. Quả nhiên trên đời không có chuyện nào so với mắng chửi người càng thích hơn. Nhạc đệm nho nhỏ chấm dứt, đấu pháp còn đang tiếp tục. Mọi người ngoài sân trong lòng vẫn nặng nề như cũ. Dưới cây bồ đề, Hứa Thất An cùng Lão Tăng ngồi đối diện luận đạo. Hắn vừa ừ a a gật đầu, nói, đại sư nói rất phải, làm người ta vén mây nhìn trời. Vừa tự hỏi phương pháp phá giải cửa ải thứ ba. Phật môn quả thật âm hiểm, một cửa ải này không có đề mục, ý nghĩa quyền giải thích thuộc hết về Phật môn, các hòa thượng sẽ để chính mình thua sao? Đáp án là phủ định. Phá cục như thế nào? Hứa Thất An sau khi cân nhắc kỹ càng, có hai lối nghĩ, một, lấy lý phục người, hai, lấy lý phục người. Trạng thái ta bây giờ, không chém ra được đao thứ hai, cho dù khí cơ khôi phục, không còn. Thêm vào, căn bản không có khả năng chém vỡ vách chắn. Vị lão tăng trước mắt này là Văn Ấn Bồ Tát trước khi thành đạo chém ra chấp niệm. Bởi vậy, cái thứ nhất lấy lý phục người phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái thứ hai lấy lý phục người chính là sử dụng tất cả thủ đoạn ở ngoài vật lý, thu phục lão tăng. Thu phục lão, một cửa ải này liền phá. Giảng Phật Pháp, ta khẳng định giảng không lại lão. Lão hòa thượng là chấp niệm Văn Ấn Bồ Tát chém ra. Tuyệt đối không phải Tịnh Tư loại tiểu hòa thượng kia có thể so sánh. Chỉ có hắn lừa dối ta, không có khả năng là ta lừa dối hắn. Như thế nào mới có thể thu phục hắn? Hứa Thất An vừa làm bộ nghe kinh, vừa tự hỏi kế sách ứng đối. Đại sư, ngài nói bản thân là chấp niệm Văn Ấn Bồ Tát chém ra, là chấp niệm nào? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Cảnh giới trí cao của Phật. Lão Tăng trả lời. Cảnh giới trí cao của Phật. Vừa lên đã là vấn đề cao thâm như vậy, ta còn muốn xuất phát từ phương diện chấp niệm, xem ra là không có khả năng. Đợi chút, không ngại trước nghe hắn nói, lại kết hợp học thức anh hùng bàn phím của ta, xem có không gian thao tác hay không. Hứa Thất An hỏi ngược lại, cảnh giới tối cao của Phật là cái gì? Lão Tăng im lặng hồi lâu, ta không biết, mà Văn Ấn cảm thấy là Phật Đà. Vì thế hắn chém ra ta, từ đó về sau một Phật tâm lưu ly, không còn vết phàm nữa, chứng đạo Bồ Tát. Nghe vậy, Hứa Thất An im lặng, hắn đối với Phật của thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại có chút hiểu biết đối với Phật giáo kiếp trước, nhưng Phật giáo kiếp trước cùng Phật giáo thế giới này tồn tại khác nhau thật lớn. Một điểm rõ ràng nhất, Phật môn thế giới này không có Phật tổ Như Lai, chỉ có một vị Phật Đà. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 575, Đại thừa Phật pháp 3. Vì sao cảnh giới tối cao của Phật là Phật Đà? Phật khác thì không phải Phật sao? Hứa Thất An nhíu mày nói. Nói tới đây, hắn bỗng nhớ tới một chi tiết, trong hệ thống Phật môn, nhị phẩm La Hán, nhất phẩm Bồ Tát, hướng lên trên nữa chính là Phật Đà vượt qua phẩm cấp. Không có Phật khác tồn tại. Lão Tăng trả lời, Phật môn có La Hán quả vị, Bồ Tát quả vị, chỉ có Phật Đà cao được trí cao vô thượng quả vị. Bởi vậy, Phật Đà là cảnh giới trí cao của Phật, là tồn tại có một không hai. Phật là Phật Đà, chỉ một vị này. La Hán cùng Bồ Tát, chưa chắc không thể đạt được quả vị trí cao. Hứa Thất An nói, Lão Tăng liếc hắn một cái, lắc đầu, ngươi không phải người Phật môn, không hiểu quả vị không thể tránh được. Hứa Thất An tác phong đệ tử, chắp hai tay lại, xin đại sư giải thích nghi hoặc.
xin đại sư để ta kiếm miễn phí thêm một ít tri thức Phật môn. Thí chủ biết Bồ Tát vì sao là Bồ Tát, La Hán vì sao là La Hán hay không? Phật môn tứ phẩm là khổ hạnh tăng, người cảnh giới này nên hứa chí nguyện to lớn. Chí nguyện to lớn và quả vị chung một nhịp thở, kẻ hứa đại chí nguyện to lớn được Bồ Tát quả vị. Kẻ hứa tiểu chí nguyện to lớn được La Hán quả vị, mà La Hán quả vị cũng chia ra ba bậc. Phân biệt là sát tặc, bất hoàn, La Hán. Quả vị một khi ngưng tụ thì không thể sửa đổi, không thể tiến dài. Hứa Thất An ngây người, hồi lâu không nói chuyện, lượng tin tức của đoạn lời này thật sự quá lớn, đủ hắn tiêu hóa. Vài phút, thì ra Bồ Tát cùng La Hán trên bản chất là không quan hệ, bọn họ đều là tứ phẩm khổ hạnh tăng thăng cấp mà ra. Đợi chút, sau tứ phẩm là nhị phẩm hoặc nhất phẩm, như vậy tam phẩm kim cương cảnh thì sao? Tứ phẩm trực tiếp nhảy qua tam phẩm, thành tựu La Hán quả vị hoặc Bồ Tát quả vị. Cái này có phải ý nghĩa tam phẩm kim cương cảnh thuộc về một hệ thống khác của Phật môn hay không? Trong đầu Hứa Thất An chợt lóe linh quang, có phán đoán tương ứng, bát phẩm võ tăng là tam phẩm kim cương. Con mẹ nó, bát phẩm trực tiếp nhảy đến tam phẩm. Hệ thống Phật môn cũng quá cổ quái đi, căn bản không phải từng bước tấn thăng. Hứa Thất An một lần nữa nhìn lại hệ thống Phật môn, rất nhiều chuyện nháy mắt nghĩ thông. Phật môn cửu phẩm tới nhất phẩm, trong đó bát phẩm võ tăng đối ứng là tam phẩm kim cương, khó trách Hằng Viễn đại sư chiến lực cường hãn. Lại chỉ là bát phẩm võ tăng, bởi vì phẩm tiếp theo của hắn chính là tam phẩm kim cương cảnh. Mặt khác, khó trách nhị phẩm là La Hán, nhất phẩm là Bồ Tát, mà Phật Đà thuộc siêu phẩm, sở dĩ đặt tên như vậy là vì quả vị một khi xác định thì không thể sửa đổi. Cho nên Phật môn thế giới này không giống kiếp trước, có cả đống Phật cùng Bồ Tát, Phật môn thế giới này chỉ có một vị Phật, Phật Đà. Thế gian chỉ tôn một vị Phật. Con mẹ nó, cái này không phải là tiểu thừa Phật Pháp sao? Ta nghĩ ra phá cục như thế nào rồi? Hứa Thất An chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm lão tăng, khóe miệng hơi cong lên, tiếp đó mở rộng, từ mỉm cười đến cười to, từ cười to đến cười điên cuồng. Ha ha ha, hắn cười đến ngửa trước ngã sau, cười càn rỡ tùy ý. Hắn đang cười cái gì? Điên rồi sao? Mọi người ngoài sân mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An trong Phật môn, dưới cây bồ đề, cất tiếng cười điên cuồng. Có phải muốn nhận thua hay không? Có người lo lắng nói. Đám người Phật môn khẽ nhíu mày, không biết Hứa Thất An vì sao cười to như thế. Trong lều che nắng, văn võ bá quan, nữ quyến, cấm quân các thứ, mọi người đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Người quen biết với Hứa Thất An thì dâng lên lo lắng, sợ hắn là bị cái gì kích thích mới đột nhiên khác thường như vậy. Nguyên Cảnh Đế đứng ở bên cạnh giám chính, hơi ngẩng đầu, nhìn Hứa Thất An tư thái cười điên cuồng trong bức họa cuộn tròn. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu liếc giám chính, lại phát hiện giám chính thế mà không uống rượu nữa, sắc mặt nghiêm túc nhìn Hứa Thất An. Ngụy Uyên vô ý thức gõ ngón tay, nhìn Phật Sơn, không nói một lời. Thí chủ đang cười cái gì? Dưới cây bồ đề, lão tăng hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Hứa Thất An ôm bụng, gian nan nhịn cười, sắc mặt kiêu căng kiêu ngạo, nói, ta cười Phật môn hẹp hòi, Phật Đà dối trá. Cuồng vọng, mặt lão tăng lộ vẻ sự giận dữ, cây bồ đề không gió tự động. Ngoài sân, Độ Ách La Hán tới đầu tới cuối đều không có cảm xúc, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Độ Ách còn như thế, càng miễn bàn các tăng nhân Phật môn. Nhưng một câu của Hứa Thất An, ngừng lửa giận ngút trời của lão tăng dưới cây bồ đề. Đại sư, ngươi không phải không biết cảnh giới trí cao của Phật môn sao, vậy ta đến nói cho ngươi. Thanh âm hắn vang dội mạnh mẽ, trong mắt lão tăng bắn ra ánh vàng. Ta cho rằng Phật Pháp cao thâm, cho rằng La Hán Bồ Tát mỗi người đều là người mang lòng từ bi, hôm nay mới biết, thì ra chỉ là một ít người vì lợi riêng. Thì ra Phật môn tu là tiểu thừa Phật Pháp. Hứa Thất An lớn tiếng nói, tiểu thừa Phật Pháp. Đây là một từ xa lạ, chưa bao giờ nghe. Khiến tăng nhân ngoài sân ngoài sự phẫn nộ, trong lòng thế mà lại sinh ra tò mò, đã có tiểu thừa Phật Pháp, có phải cũng có đại thừa Phật Pháp hay không? Hừ, cái gì tiểu thừa Phật Pháp, rõ ràng là hắn cố ý bịa chuyện để hạ thấp Phật môn ta. Một võ phu biết Phật Pháp cái gì, còn tự tiện chủ trương phân loại đại thừa tiểu thừa. Sư thúc tổ, người, này coi thường Phật môn ta, không thể dễ dàng bỏ qua. Ngoài miệng đương nhiên sẽ không thừa nhận, các tăng nhân giận mắng Hứa Thất An. Ngươi nói ta, đại sư, ngài là cao tăng đến từ nơi nào? Tây vực, tăng nhân Phật môn vì sao tu hành?
được chứng quả vị, siêu thoát khổ hải. Đây là tiểu thừa Phật Pháp, tu hành chỉ vì bản thân, quả vị cũng là như thế, lợi mình mà không lợi người. Hứa Thất An nói. Lão Tăng sửng sốt, một lần này, lão trầm ngâm thật lâu, thế mà không nổi giận, hỏi, thí chủ nói, đây là tiểu thừa Phật Pháp, vậy, như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Ngươi không phải cao tăng của Tây Vực, ngươi là cao tăng của Cửu Châu, là cao tăng của thiên hạ. Người xuất gia tu hành cũng không nên vì bản thân thoát ly khổ hải, mà là phải giúp thiên hạ thương sinh thoát ly khổ hải. 400 năm trước, vì sao Nho Gia muốn diệt Phật? Diệt không phải Phật, mà là Phật môn, là tiểu thừa Phật Pháp. Tiểu thừa Phật Pháp chung quy cực hạn ở một tông một phái, chỉ có đại thừa Phật Pháp mới có thể phổ độ chúng sinh. Như vậy, như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Lão Tăng hít thở trở nên dồn dập, mắt lão không là vô dục vô cầu nữa, không là không một gợn sóng nữa, giọng lão xuất hiện dao động rõ ràng, như thế nào là đại thừa Phật Pháp? Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 576, Lưu Phái Tư Tưởng Mới 1. Ngoài sân, các tăng nhân Phật môn nhìn chằm chằm Hứa Thất An, hít thở trở nên dồn dập. Vì sao Phật chỉ có một người? Hứa Thất An chất vấn. Bao gồm lão tăng ở trong, toàn bộ tăng nhân hít thở chợt cứng lại. Độ Ách La Hán đứng bật dậy, giống như biết hắn muốn nói gì. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An chậm rãi nói, thiên hạ chúng sinh đều là Phật, tam thế thập phương có vô số Phật, đây mới là đại thừa Phật Pháp. Dựa vào cái gì thế gian chỉ có một vị Phật? Tựa như sét đánh giữa trời, thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Lão Tăng ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Thiên hạ chúng sinh đều là Phật, thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Đại thừa Phật Pháp, đại thừa Phật Pháp. Nếu là đại thừa Phật Pháp, chúng sinh đều Phật, Nho Gia còn có thể diệt Phật sao? Tịnh Trần Hòa Thượng lẩm bẩm, như là cuộc đời gặp phải phủ định, Phật tâm bị chấn động thật lớn. Ta tu là tiểu thừa Phật Pháp, ta tu là tiểu thừa Phật Pháp, ha, ha ha ha. Thì ra chúng sinh đều có thể thành Phật, đúng, chúng sinh đều là Phật, đây mới là đại thừa Phật Pháp. Đột nhiên, một vị tăng nhân phát cuồng, hắn như phát điên lao về phía đám người, vẻ mặt điên cuồng. Phật tâm tan vỡ. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, thanh âm tựa như trống chiều chuông sớm vang lên, giải hết phiền não, Phật tâm trong suốt. Tăng nhân đang phát cuồng như là bị người ta hung hăng gõ cho một gậy, thân hình xuất hiện ngưng trệ, sau đó, chậm rãi ngồi, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt hắn vẫn dãy dụa như cũ, nhưng không còn sự điên cuồng vừa rồi. Độ Ách La Hán thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn phía bí cảnh Phật Sơn. Trên khuôn mặt khe rãnh tung hoành của lão hiếm thấy xuất hiện tức giận. Không hổ là chấp niệm Bồ Tát chém ra, ta chỉ đưa ra một khái niệm, lão tựa như đã có điều hiểu ra. Phật môn của Cửu Châu tựa như càng lấy lực lượng, quả vị làm gốc, tiếp theo mới là Phật Pháp. Có thể có sự chênh lệch với tiểu thừa Phật Pháp thế giới kia của ta, nhưng tuyệt đối thấp hơn đại thừa Phật Pháp. Ít nhất bọn họ không có khái niệm đại thừa Phật Pháp. Nhìn thấy lão tăng ngây ra như phỗng, lại như có điều hiểu ra, Hứa Thất An đánh giá một cửa ải này là ổn. Vừa rồi làm sao vậy? Hòa thượng kia vì sao đột nhiên phát điên? Chẳng lẽ là vừa rồi vị Ngân La kia nói một phen tạo thành? Vẻn vẹn nói mấy câu có thể có uy lực như vậy? Toàn lời nhảm. Người thường không chút khái niệm đối với Đại Thừa Phật Pháp và Tiểu Thừa Phật Pháp, bởi vậy đối với tăng nhân đột nhiên phát cuồng, có chút không hiểu gì cả. Cũng không phải mọi người đều nghe được đoạn lời kia của tăng nhân trước khi phát cuồng. Đúng lúc này, mang theo mỉm cười đại triệt đại ngộ, cả người Phật vận lưu chuyển, liền mạch. Đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc, bần tăng đã đại triệt đại ngộ. Lão tăng mỉm cười chắp tay, ngươi thế mà thật sự đốn ngộ rồi. Không ngờ ta cũng có một ngày nói nhảm vài câu, khiến cao tăng đại triệt đại ngộ. Hứa Thất An tâm tình phức tạp. Ở trước khi hắn mở miệng đáp lại, lão tăng tiếp tục nói, năm đó văn ấn vẫn là tứ phẩm khổ hạnh tăng, từng có nghi hoặc. Vì sao hắn không thể thành Phật? Chấp niệm này giấu ở trong lòng vô số năm tháng, thẳng đến thọ nguyên sắp hết, hắn đại triệt đại ngộ, thế gian chỉ có một vị Phật, bên kia là Phật Đà. Vì thế hắn chém ra ta, được Bồ Tát quả vị. Ta ở trong bí cảnh này khô tọa nhiều năm, nghĩ mãi không ra như thế nào mới có thể thành Phật, càng không nghĩ ra vì sao ta không thể thành Phật. Lão Tăng chăm chú nhìn Hứa Thất An, hoặc như là xuyên qua hắn, thấy mình ở Tây Phương xa xôi, cuối cùng,
Lão chắp hai tay lại, nói với chính mình, ta tức là Phật, Phật tức là ta, A-di-đà Phật. Văn ấn chấp nhất là siêu thoát phẩm cấp, trở thành nhân vật sóng vai cùng Phật Đà. Mà nay, lão rốt cuộc đốn ngộ, Phật không quan hệ với phẩm cấp. Đa tạ thí chủ chỉ điểm, đại sư kiến tính ký Phật không phải công của ta, Hứa Thất An thành khẩn nói. Lời hắn nói là tác dụng khai khiếu chỉ điểm, nhưng có thể đốn ngộ là bản thân vị đại sư chấp niệm này tích lũy thâm hậu, trở nên thông thấu. Chính như vừa rồi ngắn gọn mấy câu nói, người thường nghe vào trong tai, không có cảm giác gì. Nhưng tăng nhân Phật môn tựa như trống chiều chuông sớm, bởi vì bọn họ lập tức hiểu ý tứ, thậm chí ở trong đầu làm ra kéo dài, cảm ngộ. Trong bí cảnh chợt có gió đến, lão tăng hóa thành làn khói tán đi, không, biết đi nơi nào. Xa xa xa, cây bồ đề lay động, thế mà lại kết ra những quả bồ đề xanh mượt, nặng trịch treo ở đầu cành. Quả phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, nhìn là biết không phải vật phàm. Trong Phật cảnh vắng vẻ không tiếng động, chỉ có cây bồ đề vang lên xa xa, ngoài Phật cảnh lại náo nhiệt hẳn lên. Xem đến nơi đây, dân chúng kinh thành đã không phải vấn đề ngạc nhiên cùng chấn động, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không nghe lầm, không nhìn lầm, là vị Ngân La đại nhân này chỉ điểm lão tăng dưới tàng cây, khiến lão đại triệt đại ngộ, vì thế, lão tăng còn cảm kích nói lời cảm tạ. Một võ giả, chỉ điểm cao tăng, cũng khiến cao tăng đại triệt đại ngộ. Một màn hoang đường ly kỳ như thế, khiến dân chúng trong kinh thành đều đã quên hoan hô. Nói cái gì vậy? Trên đỉnh Tửu Lâu, Sở Nguyên Trần hỏi Hằng Viễn đại sư bên cạnh. Ngắm hoa trong sương, ngắm hoa trong sương. Hứa đại nhân nói rõ một chút, nói rõ một chút. Hằng Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lẩm bẩm. Lời của Hứa Ninh Yến, ảnh hưởng lớn như vậy đối với người trong Phật môn. Sở Nguyên Trần ngạc nhiên, một cửa ải này xem như phá rồi sao? Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, lưu luyến nhìn bồ đề xanh mượt. Vẫn là vào chùa miếu đỉnh núi rồi nói sau. Hắn thầm nhủ. Xoay người, đang muốn rời khỏi nơi này, chợt nghe một tiếng vang dội truyền đến, vang vọng toàn bộ Phật Sơn. Như thế nào là Đại Thừa Phật Pháp? Như thế nào là Tiểu Thừa Phật Pháp? Hứa thí chủ nói rõ rồi đi. Bên ngoài, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Độ Ách Đại Sư, đường đường La Hán thế mà chen chân hai người đấu Pháp. Đây là điều mọi người không ngờ. Nhưng lúc này, sắc mặt Độ Ách La Hán là nghiêm túc như vậy, nghiêm túc làm người ta cho rằng đang đối mặt việc lớn như trời sập, không dám lên tiếng quát mắng. Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp là chuyện thế nào? Hoàn toàn nghe không hiểu. Bình dân không hiểu, nhưng trong người tầng đỉnh quyền lực của kinh thành, có người thoáng phẩm ra chút thứ. Ví dụ như Ngụy Uyên, ví dụ như Vương Thủ Phụ. Đây là tiếng của Độ Ách La Hán. Bên ngoài quả thật có thể nghe được thanh âm của ta, nhìn thấy hành vi của ta, nhưng trực tiếp chen chân đấu pháp là chuyện gì? Hứa Thất An cau mày, hừ lạnh nói, xin hỏi đại sư, cái gì là Phật? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 577, Lưu Phái Tư Tưởng Mới 2. Trước Phật Đà, 72 vạn 368 năm, không ai thành Phật. Sau Phật Đà, 3.491 năm, không ai thành Phật. Phật Đà là Phật, tại sao mỗi người đều có thể thành Phật? Trong thanh âm của Độ Ách Đại Sư mang theo chất vấn. Thì ra thế giới này Phật môn tồn tại 3.491 năm, vậy vì sao còn chưa xuất hiện lưu phái tư tưởng Đại Thừa Phật Pháp? Hứa Thất An trầm ngâm một lát, ra kết luận, thế giới cửu châu lấy lực vi tôn, lấy cảnh giới làm gốc, ai nắm tay to người đó chính là đại lão. Bởi vậy ức chế phát huy trên tư tưởng, mà ở thế giới kia của hắn, mọi người đều là phàm thai, ngược lại là khác biệt trên tư tưởng không ngừng va chạm. Hoàn cảnh khác nhau, phương hướng phát triển cũng liền khác nhau. Đã như vậy, ta phải nói hẳn hoi một câu với ngươi cái gì là Đại Thừa Phật Pháp, là Đại Thừa Phật Pháp bản thân ta lý giải. Hứa Thất An trầm giọng nói, cho nên, ở trong mắt đệ tử cửa Phật thiên hạ, Phật là Phật Đà, mà không phải Phật Đà là Phật. Theo ý ta, loại ý tưởng này quả thực buồn cười. Câu này khó đọc, trừ tăng nhân Phật môn bên ngoài, không ai nghe hiểu. Tịnh Trần Hòa Thượng nhịn không được nói, nơi nào buồn cười, ngươi nhất định phải nói rõ. Độ Ách Đại Sư nhìn hắn một cái, không nói, rời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An. Đương nhiên buồn cười, mượn thuật sĩ Ti Thiên Giám mà nói, giám chính là nhất, phẩm thuật sĩ,
nhưng nhất phẩm thuật sĩ không phải giám chính, cái này nên đạt thành nhận thức chung chứ. Nhưng ở trong mắt Phật môn các ngươi, Phật chính là Phật Đà, cái này không phải rất buồn cười, rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ Phật không nên đại biểu một quả vị trí cao mà không phải cá nhân nào đó? Lời ấy là đại nghịch bất đạo, Phật Đà là khai tông thủy tổ của Phật môn, là Phật duy nhất, là tồn tại bọn họ phải cúng bái. Một vị nhân vật cấp tiên thần cao cao tại thượng như thế, chẳng lẽ không nên là Phật duy nhất sao? Nhưng lời Hứa Thất An nói, quả thật có đạo lý, bởi vậy các tăng nhân Phật môn trong lúc nhất thời không thể phản bác. Hứa Thất An tiếp tục nói, cho nên, có vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư, rốt cuộc cái gì là Phật, là một loại phương thức đạt được lực lượng hay là một loại tư tưởng? Sắc mặt Độ Ách đại sư nghiêm túc như cũ, nhưng trong ánh mắt lại không có tức giận, ngược lại là nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, hai cái đều đúng. Cho nên ta nói, cái này có khác biệt của Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp. Hứa Thất An lời lẽ khẳng định. Các tăng nhân bên dưới nhìn nhau, khó chịu ngứa ngáy, rất muốn một hơi nghe xong Hứa Thất An lý luận. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, giám chính mở to mắt, nhỏ giọng nói thầm, thằng con cháu rùa này, lời gì cũng dám nói, xong rồi xong rồi. Nguyên Cảnh Đế quay đầu, hỏi, giám chính, ngươi nói cái gì? Giám chính cười cười, bệ hạ, Hứa Thất An tặng phần đại lễ cho ngươi. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng giám chính chưa trả lời hắn. Ngụy Uyên chậm rãi đứng dậy, trong tay áo rủ xuống, hai tay nắm thành nắm đấm, hắn tựa như nghĩ tới cái gì. Lợi hại, Vương Thủ Phụ thấp giọng nói. Lợi hại, Vương Tiểu Thư kinh ngạc trông lại, muốn hỏi, nhưng thấy tư thái phụ thân hết sức chăm chú, chỉ có thể mang nghi hoặc nuốt về trong bụng. Phật môn hiện nay, lấy lực vi tôn, lấy phẩm cấp làm gốc, mục tiêu của mỗi một người tu Phật đều là thành tựu quả vị, hoặc La Hán hoặc Bồ Tát. Nói trắng ra, chính là độ bản thân. Về phần phổ độ chúng sinh, còn phải xếp ở phía sau, Độ Ách Đại Sư, ta nói đúng không? Độ Ách Đại Sư im lặng một lúc lâu, chắp hai tay lại. Đây là ngầm thừa nhận. Bởi vậy, lấy lực vi tôn, lấy phẩm chất làm gốc, lấy Phật Đà làm Phật, ta mang cái này gọi là Tiểu Thừa Phật Pháp. Hứa Thất An nhìn bầu trời, cất cao giọng nói, Độ Ách Đại Sư, các vị cao tăng Phật môn, ta nói đúng không? Một vị tăng nhân phản bác, nếu đây là Tiểu Thừa Phật Pháp, vậy như thế nào là Đại Thừa Phật Pháp? Chính là chúng sinh đều là Phật ngươi nói sao? Cái này quả thực là hoang đường. Ngươi sẽ cảm thấy hoang đường, đó là bởi vì ngươi tu là Tiểu Thừa Phật Pháp, trên bản chất vẫn như cũ lấy phẩm cấp đứng đầu, đây là lợi mình. Nhưng nếu lấy tâm đứng đầu thì sao? Tâm đứng đầu. Độ Ách Đại Sư niệm tiếng Phật hiệu, chắp hai tay lại, xin thí chủ chỉ giáo. Các ngươi cảm thấy thế gian chỉ có một vị Phật, Phật chính là Phật Đà, mà người ta không có khả năng thành Phật, chỉ có thể tu thành Bồ Tát hoặc La Hán quả vị. Nhưng, các ngươi đừng quên, Phật Đà chẳng lẽ sinh ra đã là Phật? Hứa Thất An bình tĩnh nói, ta cảm thấy, mỗi người đều có Phật tính, chẳng qua bị phàm trần không sạch sẽ khí sở mê, nhưng tu hành sau, chiếu gặp mình, mỗi người đều nhưng thành Phật. Đại sư, kiến tinh ký Phật. Bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sét đánh, phạm âm vang lên như có như không. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Độ Ách Đại Sư cả người lóe ra ánh vàng, hô ứng nhau từ xa với thiên địa dị tượng. Ở trong Phật môn, đây là đốn ngộ rồi. Kiến tinh ký Phật, kiến tinh ký Phật. Độ Ách Đại Sư đắm chìm ở trong trạng thái kỳ diệu, như si như say. Có một thanh âm ở trong lòng lão điên cuồng hô, vì sao Phật Đà là Phật, vì sao ta không thể là Phật? Không, mỗi người đều có thể thành Phật. Phật này không phải Phật trên hệ, thống tu hành, mà là Phật trong lòng. Lời của Hứa Thất An, ở trong mắt người ngoài có lẽ chỉ có một chút đạo lý, nhưng ở trong tai Độ Ách Đại Sư người tu Phật nhiều năm như vậy, quả thực là rung chuyển. Phật thật sự chỉ có thể lấy lực lượng làm chuẩn. Phật thật sự chỉ có thể là Phật Đà. Đây là hạn hẹn cỡ nào? Nếu là như vậy, vậy Phật quang chiếu khắp cửu châu chỉ là một câu nói suông, chỉ có người người đều có thể thành Phật, cửu châu mới có thể thật sự Phật quang chiếu khắp. Đây mới là Phật Pháp thật sự. Phật Đà đại biểu là đỉnh phong của hệ thống Phật môn, nhưng Phật Pháp không nên cực hạn ở Phật Đà. Lý niệm Đại Thừa Phật Pháp xuất hiện, lưu phái tư tưởng mới xuất hiện. Tăng nhân khác chưa đốn ngộ, nhưng đã có cảm ngộ của mình, thậm chí cảm thấy vén mây nhìn trời, nhìn thấy Phật Pháp khác nhau, nhìn thấy cảnh giới tư tưởng mới. Trong đó Tịnh Trần Đại Sư cảm xúc sâu nhất, như si như say. Khu vực Đà Canh Nhân,
Các Kim La bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ đến từ Ngụy Uyên đi ra khỏi lều che nắng. Đốn ngộ hay, đốn ngộ hay. Ngụy Uyên nói từng chữ một. Hay lắm, hay lắm. Vương thủ phụ vuốt râu mà cười. Có ý tứ gì? Hai quyền thần vị cực nhân thần này có gì buồn cười? Độ ách đại sư đốn ngộ, chẳng lẽ là chuyện gì đáng giá vui vẻ sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 578, không quỳ một. Phật môn cùng Đại Phụng tuy là minh hữu, nhưng không khí trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm, phân cao thấp, đấu pháp với nhau cũng coi như nửa kẻ địch. Văn võ bá quan cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng vui vẻ. Nóc Quan Tinh Lâu, đài Bát Quái, nguyên cảnh đế cất tiếng cười to, vui vẻ chưa bao giờ có. Hứa Thất An đưa ra lý niệm đại thừa Phật Pháp, độ ách đại sư này chưa đốn ngộ thì thôi, đã đốn ngộ, ngày khác quay về Tây Vực, nhất định sẽ tuyên dương đại thừa Phật Pháp. Mà cái này chắc chắn sẽ tạo thành quan niệm Phật Pháp lớn nhỏ xung đột, đến lúc đó, tranh luận không ngớt còn là nhẹ, một khi sinh ra phân liệt. Ha 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 ha, hắn rất nhiều năm chưa cười vui sướng như vậy. Thế lực ngang nhau mới có thể trở thành minh hữu, khi một bên càng ngày càng mạnh, mà một bên khác càng ngày càng suy yếu, chắc chắn bằng mặt không bằng lòng. Đại Phụng cùng Phật Môn bây giờ chính là trạng thái như vậy, biên quan Đại Phụng gặp man tộc Nam Bắc quấy rầy, Phật Môn khoanh tay đứng nhìn. Nếu Phật Môn tương lai sinh ra phân liệt, như vậy, hai bên phân liệt đều sẽ tranh thủ Đại Phụng đến ủng hộ mình, Đại Phụng đã có thể đề cao địa vị, lại có thể có lợi. Giám chính nói không sai, quả nhiên là một phần đại lễ, tốt lắm, phần đại lễ Hứa Thất An tặng này, trẫm rất hài lòng. Trong lều che nắng, không ít quý tộc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nóc Ti Thiên Giám. Đó là tiếng cười của bệ hạ. Bệ hạ đang cười cái gì, cái này có gì buồn cười. Kỳ quái, Ngụy Công cùng Vương Thủ Phụ khác thường như thế, bệ hạ cũng khác thường như thế. Đại thừa Phật Pháp, đại thừa Phật Pháp. Hằng Viễn Hòa Thượng như si như say, lẩm bẩm, ta cũng có thể thành Phật, võ tăng cũng có thể thành Phật, trong thiên hạ người người đều có thể thành Phật. Phổ độ chúng sinh, chi tính ký Phật, cẩu nô tài đã nói gì? Phiếu Phiếu mở to mắt nhìn về phía Hoài Khánh, nàng biết rất lợi hại, nhưng chính là không hiểu, chỉ có thể hỏi Hoài Khánh kiến thức rộng. Thứ hắn nói ta không biết, nhưng sẽ có hậu quả gì, ta lại biết. Hoài Khánh nói, hậu quả. Phiếu Phiếu chớp đôi mắt hoa đào. Từ nay về sau, Phật Môn liền chia ra Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp. Hoài Khánh lộ ra một chút ý cười. Cùng thời điểm, Hứa Nhị Lang giải thích cho các Kim La, từ nay về sau, Phật Môn liền chia ra Đại Thừa Phật Pháp cùng Tiểu Thừa Phật Pháp. Các Kim La lập tức trợn to mắt, không cần nói quá rõ ràng, bọn họ đã biết được ý tứ ẩn chứa trong lời của Hứa Tân Niên. Cũng biết vì sao Ngụy Công sẽ phát ra tiếng cười. Khương Luật Trung ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần, thanh âm rất thấp, mang theo run run, là run run hưng phấn. Cái này, Phật Môn có phiền toái rồi, Hứa Ninh Yến đã làm gì? Hắn đã làm cái gì? Ha 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 ha, nói hai ba câu, liền mang Phật Pháp chia làm Đại Thừa cùng Tiểu Thừa. Hứa Ninh Yến làm chuyện khó lường. Ngụy Công, tất cả cái này đều ở trong dự đoán của ngươi sao? Phụ nhân nhan sắc bình thường hai mắt nhất thời tỏa sáng. Nàng chán ghét Phật Môn, vô cùng chán ghét. Cho nên cố ý phái lục phẩm võ giả đấu với Tịnh Tư Hòa Thượng. Mục đích chính là chèn ép sự kiêu ngạo của Phật Môn. Đáng tiếc người dưới trướng không chịu cố gắng, không những chưa hoàn thành bất cứ điều gì, ngược lại thành đá kê chân cho đối phương. Hôm nay xen lẫn trong khu vực đả canh nhân xem đấu pháp, vô giúp vui là một mặt. Nàng càng muốn thấy người trong Phật Môn chịu thiệt, xem bọn họ đấu pháp thất bại. Hứa Thất An bây giờ còn chưa thắng, nhưng niềm vui bất ngờ này cũng đủ phụ nhân về nhà vui vẻ lăn lộn ở trên giường. Hắn thực có bản lãnh, phụ nhân nghĩ. Mà lúc này, trong quý tộc, có người chậm rãi nhấm nuốt ra huyền cơ, ai cũng mở to mắt, tựa như nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân cởi hết ở trên giường chờ đợi. Loại kinh hỉ này là khó có thể che giấu. Văn võ bá quan khi lại nhìn Hứa Thất An, ánh mắt đã khác, người này tuy là hoạn đảng, hơn nữa khiến người ta chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, hắn luôn có thể mang đến kinh hỉ cho người ta. Phàm là việc có hắn ra mặt, vậy mà làm người ta cảm thấy an tâm. Trên bầu trời sau khi chợt vang một tiếng sấm, liền không còn động tĩnh, mây mù cuồn cuộn tiêu tán, đối ứng với nó, Phật quang trên người Độ Ách La Hán thu liễm. Lão mở mắt,
trong hai mắt phun ra ánh sáng trí tuệ, lại ở giây lát sau thu liễm. Độ Ách La Hán thấy các đệ tử cửa Phật hãy còn trầm ngâm, lâm vào trong một loại cảnh giới tuyệt diệu, ở trong Phật môn, đây là quá trình kiến ngộ. Mắt thấy, tai nghe, lòng hiểu. Đương nhiên, cái đó kém Độ Ách Đại Sư đốn ngộ cách xa vạn dặm. Độ Ách La Hán chưa đi quấy rầy các đệ tử lĩnh ngộ, chắp hai tay lại, cất cao giọng nói, thánh nhân viết, học không có lớn bé, chỉ xem ai đạt tới trước. Đây là chí lý. Hứa thí chủ tuy không phải người trong Phật môn ta, lại có được đại Phật căn, bần tăng vén mây nhìn trời, ý niệm thăng hoa. Cái này hoàn toàn nghiệm chứng đạo lý mỗi người đều có Phật tính, soi chiếu bản thân, mỗi người đều có thể thành Phật. Đa tạ hứa thí chủ chỉ điểm, khiến bần tăng hiểu ra đại thừa Phật Pháp. Hứa thí chủ đáng làm thầy ta, cửa ải thứ ba này là ngươi thắng. Lý luận Phật Pháp huyền ảo vô cùng, bình dân nghe không hiểu, bọn họ từ trong đoạn lời này của Độ Ách La Hán lấy ra ý tứ trung tâm. Hứa thí chủ châu bò, hứa thí chủ là sư phụ ta, hứa thí chủ ngươi qua cửa ải thứ ba rồi. Vừa rồi, vị cao tăng đến từ Phật môn này, tựa hồ muốn nói, hứa thí chủ đáng làm thầy ta. Vị trí hàng phía trước, một nam tử trang phục người đọc sách lắp bắp nói. Thầy ta, nhân sĩ giang hồ thân là võ phu kích động. Từ trước tới nay, võ phu luôn là tồn tại bị các hệ thống lớn khinh rẻ, võ lấy lực vi phạm lệnh cấm, võ phu thô bỉ chỉ biết dựa vào bạo lực phá hoại, giết người. Trừ hữu dụng lúc chiến đấu, thời gian, trường hợp còn lại, không chút tác dụng, ngược lại là nhân tố không ổn định của xã hội Cửu Châu. Mà bây giờ, đường đường cao tăng Phật môn, nhị phẩm La Hán, thế mà nói một vị võ phu đáng làm thầy ta. Câu này nghe vào trong tai nhân sĩ giang hồ xung quanh, quả thực nở mày nở mặt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ giang hồ đại phụng đều nên nhớ kỹ Hứa Thất An cái tên này, hắn là võ giả chân chính, hệ thống võ phu rốt. Cuộc xuất hiện một người tài ba, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ có một vị võ phu được cường giả đỉnh phong hệ thống khác tôn là sư trưởng như vậy. Chờ ta về quê hương, liền mang chuyện này truyền bá rộng rãi, lần này đến kinh thành, chuyến đi này không tệ, tăng vọt kiến thức. Đúng đó, về sau về quê uống rượu với người thân bạn bè, ta có thể lấy ra nói 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên có chút sốt ruột không dằn nổi muốn về nhà. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, không quỷ 2. Trong góc nào đó, phụ nhân phong vận vẫn còn, lưu luyến từ trên người Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn về phía đệ tử đắc ý của mình là Tiêu Hồn Thủ Dung Dung. Dung Dung à, vi sư từng tìm hiểu, vị Hứa đại nhân này, là khách quen của giáo phường ti. Dung Dung trang điểm đậm, lại không tỏ ra thô tục cắn môi nhìn lại phụ nhân, sư phụ, người muốn nói cái gì? Giang hồ nhi nữ chúng ta, không để ý danh phận. Mỹ phụ nhân buồn bã nói, Dung Dung, lấy tư sắc của con, làm thê cho Hứa đại nhân thật ra miễn cưỡng, nhưng thân phận không đủ. Làm thiếp, lại là không thành vấn đề. Con. Dung Dung là muốn từ chối, nhưng nam nhân này thật sự quá chói mắt. Chói mắt khiến nữ tử tự cao về vẻ đẹp như nàng, cũng nhịn không được có chút động lòng. Hứa Thất An đi lên từng bậc, ven đường không gặp cửa ải nữa, đi mãi đến cuối bậc thang, bước vào quảng trường nhỏ ngoài chùa miếu đỉnh núi. Đây là một chùa miếu một gian, nóc nhà hình chữ nhất, mái cong, không có sảnh ở bên, không có xương phòng, chỉ một chủ điện. Trong chùa miếu hẳn là một cửa ải cuối cùng, ta nhớ Độ Ách La Hán từng nói, vào chùa miếu, nếu vẫn như cũ không chịu quy y Phật môn, vậy coi như Phật môn thua rồi. Nháy mắt, Hứa Thất An ở trong đầu nhớ lại 108 loại chiêu thức các hoa khôi. Giáo phường ti truyền thụ, lấy những tâm lý dơ bẩn này, cả người nhuộm lên màu sắc riêng của hoàng thất. Xác nhận mình đã trở thành một tên háo sắc, hắn mới hài lòng gật đầu, đẩy ra cửa chùa miếu, tiến vào trong điện. Thấy một màn như vậy, Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, nói, vào miếu này, dù là tảng đá, cũng có thể điểm hóa, quy y Phật môn. Đây là ý tứ gì? Mọi người nghe vậy nhíu mày, sau đó nhớ tới chủ đề của lần đấu pháp này, quy y Phật môn. Sứ đoàn Tây Vực chẳng những muốn thắng Thiên Cơ Bàn, còn muốn để người đấu pháp quy y Phật môn, hung hăng vả mặt đại phụng. Hòa thượng thối, bản cung muốn xem tình hình trong chùa miếu. Phiêu phiêu đứng bật dậy, mắt hoa đào quyến rũ đa tình hiếm thấy nở rộ ra sự hung hãn, cả giận nói. Ai biết Phật môn các ngươi ở bên trong bố trí kỹ xảo xấu xa nào,
hại Ngân La của Đại Phụng ta. Nàng không tin Hứa Thất An sẽ xuất gia, nhưng Phật môn thủ đoạn quỷ dị, cưỡng ép độ hóa cũng có khả năng. Nhìn không thấy cảnh tượng trong chùa miếu, Phiếu Phiếu ngược lại không ngừng tưởng tượng Hứa Thất An bị hại. Lập tức nhịn không được, đã là đấu pháp, tự nhiên nên đường hoàng. Độ Ách La Hán mời hiện cảnh tượng đọ sức trong chùa miếu. Hoài Khánh lạnh như băng nói, các quý tộc trong lều che nắng nhao nhao mở miệng, có lý. Độ Ách La Hán chắp tay mỉm cười, vung tay áo rộng thùng thình lên, hình ảnh Phật cảnh cắt đổi, mọi người thấy đại điện lay động ánh nến. Trong điện, một kim thân 6 trượng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hầu như chạm tới nóc điện. Bức tượng Phật này, hai tai đầy đặn rủ xuống, mặt như khay vàng, mắt nheo nheo, giống như mỉm cười mang từ bi, lại lộ ra một sự uy nghiêm khó có thể nói thành lời, đến thẳng tâm linh. Làm người ta nhìn, liền nhịn không được chắp tay hành lễ. Trong chùa miếu tổng cộng có 2 pháp tướng, tòa này là Kim Cương Pháp Tướng. Hứa thí chủ, huyền bí của Kim Cương Kinh ngay trong kim thân, ngươi nếu có thể tìm, hiểu, liền có thể tu thành Phật môn Kim Cương bất bại. Thanh âm Độ Ách Đại Sư truyền vào, Kim Cương Kinh ngay trong Pháp Tướng. Hứa Thất An nhất thời ánh mắt nóng bỏng, hắn vẫn luôn thèm thuồng Kim Cương thần thông của Phật môn, nếu có thể tu thành môn hộ thể thần công này, hắn ở lục phẩm võ giả cảnh, có thể xưng là vô địch. Hơn nữa, có môn thần công này, sở đoản cuối cùng của Hứa Thất An cũng sẽ được bù lại sau khi chém xong một đao. Hứa đại nhân kiệt sức vứt đao, nằm ở trên mặt đất, nói với kẻ địch, đi lên, tự hành động. Khó trách giám chính thế nào cũng phải bảo ta đại biểu Ti Thiên giám đấu pháp. Giám chính, tất cả cái này đều ở trong dự đoán của ngươi sao? Hứa Thất An ngoài sự kích động, lại cảm thấy lưng phát lạnh, giám chính quá đáng sợ rồi. Bên ngoài, nghe xong Độ Ách La Hán nói, võ phu ở đây hai mắt đột nhiên tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, hận không thể mang mắt trợn trừng ra, dính đến trên tượng Phật. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu, đánh giá Kim Cương Pháp Tướng, Độ Ách La Hán thì đang nhìn hắn. Kim Cương thần công chỉ thích hợp võ tăng, không đến La Hán cảnh, tăng nhân tu Phật Pháp là không thể nắm giữ Kim Cương thần công. Độ Ách La Hán đây là vẽ bánh cho hắn, lót đường cho việc lôi kéo Hứa Thất An vào Phật môn. Một vị Phật tử trời sinh tuệ căn, vô luận như thế nào, Độ Ách La Hán cũng phải độ hắn vào không môn, trở thành đệ tử cửa Phật. Cái này không chỉ là tiếc tài, càng bởi Hứa Thất An là người khai sáng Đại Thừa Phật Pháp, Độ Ách La Hán muốn làm người đặt nền móng cho Đại Thừa Phật Pháp. Như vậy, muốn mở rộng lý niệm Đại Thừa Phật Pháp tốt hơn, muốn hóa Tiểu Thừa thành Đại Thừa, sự tồn tại của Hứa Thất An liền cực kỳ quan trọng. Hứa Thất An người mở đường đưa ra lý niệm Đại Thừa Phật Pháp này nhất định phải gia nhập Phật môn, như thế mới có thể thể hiện chính thống. Kim Cương Kinh ở trong tượng Phật. Cái, thứ vớ vẩn gì vậy, rõ ràng không có mà. Hứa Thất An nhìn chằm chằm tượng Phật quan sát một khắc đồng hồ, chưa chớp mắt, mắt sắp sót rồi. Ta quả nhiên là võ phu thô bỉ không có Phật căn. Trong lòng hắn tự giễu một tiếng. Đột nhiên, trong bụng ập tới một dòng nước ấm, từ đan điền xuất phát, đi qua trung đan điền, tiến vào thượng đan điền, mi tâm bỗng rung lên như là mô mỏng plastic bị kéo ra. Tượng Phật trước mắt đã có biến hóa. Nó vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, nhưng quanh thân Phật vẫn lưu chuyển, một luồng thiện ý huyền ảo vô cùng bày ra ở trước mắt Hứa Thất An. Làm người ta bất ngờ là, hắn xem hiểu thiện ý, xem hiểu Phật vận ẩn chứa trong Pháp tướng. Là, đang giúp ta. Ý niệm hiện lên, Hứa Thất An không tự giác thay đổi tư thế ngồi, chắp hai tay lại, mắt khép hờ, giống tượng Phật như đúc. Quá trình này duy trì không biết bao lâu, đột nhiên, mi tâm hắn sinh ra một chút sơn vàng, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, tựa như cây bút vô hình phác họa ở trên người hắn. Trong mấy nhịp thở, cả người Hứa Thất An rực rỡ ánh vàng, nghiễm nhiên cũng là một kim thân pháp tướng. Độ Ách La Hán ngạc nhiên không thôi. Hắn sao hóa thành kim thân rồi? Cái này, thật sự quy y Phật môn rồi. Nhìn thấy một màn này, dân chúng phố phường suýt nữa sụp đổ, sắc mặt nháy mắt suy sụp, mỗi người như bong bóng bị chọc thủng, tan tác, không còn sự vui sướng cùng kiêu ngạo lúc trước nữa. Vị đại nhân này trải qua 3 cửa ải, để Đại Phụng đoạt hết nổi bật, để dân chúng kinh thành nở mày nở mặt. Kết quả, cuối cùng lại bị Phật môn độ hóa. Phật môn một cái tát này đánh hiệu quả, thật sự là quá độc. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Chương 580, Không Quỷ Bà. Kim cương bất bại, hắn tu thành kim cương bất bại rồi. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Đó là một nam nhân trang phục nhân sĩ giang hồ. Hắn kích động chỉ vào Hứa Thất An, da mép không ngừng run run. Cái gì kim cương bất bại, chẳng lẽ không phải quy y Phật môn sao? Dân chúng bên cạnh nam nhân vội vàng truy hỏi. Đương nhiên không phải, không những không phải quy y Phật môn, ngược lại là tu thành thần công Phật môn là kim cương bất bại. Nam nhân trang phục giang hồ khách vừa giải thích, vừa hoa chân múa tay, cười điên cuồng nói, trộm gà không được còn mất nắm gạo, ha ha, ha ha ha. Phật môn đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo, vị ngân la này là tài năng ngút trời, tài năng ngút trời. Cho thêm thời gian, chưa chắc không thể vượt qua Trấn Bắc Vương, trở thành đại phụng đệ nhất võ giả. Tiếng xôn xao nhất thời như nước lũ vỡ đê, mãnh liệt, bốc lên, bình dân không biết tu hành yên tâm rồi, một lần nữa cười lên. Thì ra không phải thiên tài trẻ tuổi đại phụng quy y Phật môn, mà là tu thành kim thân của Phật môn. Cho thêm thời gian, chưa chắc không thể vượt qua Trấn Bắc Vương. Bên cạnh Hứa Tân Niên, nghe được câu này tai người phụ nữ khẽ động, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp chăm chú nhìn Hứa Thất An. Gạt người, đại phụng sao có khả năng có người ở trên võ đạo vượt qua Trấn Bắc Vương. Cùng khu vực, trong lòng chín vị kim la như là vắt chanh, vị chua bốc lên, cường đại như tứ phẩm võ giả, bọn họ cũng thèm nhỏ dãi đối với kim cương bất bại. Dưới tình huống chiến lực chênh lệch không lớn, ai cứng nhất, người đó liền có thể thắng. Kim cương bất bại, Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười. Hắn không truy cứu tin tức, chỉ cần Hứa Thất An có thể ở võ đạo dũng mãnh tinh tiến, thỉnh thoảng hồ đồ cũng rất tốt. Quan Văn phản ứng còn tốt, dù sao không phải tu võ đạo, trong lòng cảm khái một chút thiên tư Hứa Thất An lại khủng bố như thế. Võ tướng thì trợn mắt tròn xoe, trong lòng ghen tức, đã ghen Hứa Thất An, lại ghen Ngụy Uyên. Một hạt giống võ đạo, xuất sắc như thế, thế mà lại bị Ngụy Uyên đạt được. Cha, sau hôm nay, có lẽ cha sẽ không là không được việc gì nữa. Hứa Tân Niên thấp giọng nói. Hứa Nhị Thúc đang cao hứng quay đầu, kinh ngạc nói, vì sao? Bởi vì cha bồi dưỡng ra đại ca một vị thiên tài võ đạo như vậy. Hứa Tân Niên cười nói, về sau phàm là người tập võ, đều phải dựng thẳng ngón cái khen ngài. Ha 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 ha, Hứa Nhị Thúc cất tiếng cười to. Hứa Linh Nguyệt ưỡn cao bộ ngực bắt đầu có quy mô, cảm thấy vinh dự theo, vẻ mặt kiêu ngạo, đây là đại ca của nàng. Hi hi hi, lông mày Lâm An cong lên, đừng cao hứng quá sớm, còn có một pháp tướng. Hoài Khánh trầm giọng nói, trên đỉnh Tửu Lâu, Hằng Viễn hâm mộ không thôi, kim cương thần công. Ổn rồi. Sở Nguyên Trần vỗ vỗ bả vai gã đầu chọc, cười nói, để sau tìm Hứa Ninh Yến đòi kim cương bất bại. Con đường võ tăng của ngươi có thể đi được xa hơn, tấn thăng tam phẩm kim cương cũng không phải không có khả năng. Vị lão tăng chấp niệm kia nói chuyện với Hứa Thất An, người ngoài không sót một chữ nghe vào trong tai. Lấy trí tuệ của Sở Nguyên Trần, không khó đoán ra phẩm cấp tiếp theo của bát phẩm võ tăng là tam phẩm kim cương. Ở trong một mảng hoan hô ủng hộ, Độ Ách La Hán niệm tụng Phật hiệu, thanh âm mang chút ý cười truyền khắp toàn trường. Một cửa ải này gọi là Tu La Vấn Tâm. Tu La Vấn Tâm, sóng âm dần dần bình ổn, từng ánh mắt từ bí cảnh Phật Sơn rời đi, nhìn về phía Độ Ách Đại Sư. Trong đó bao gồm Ngụy Uyên và Vương Thủ Phụ, cùng với nguyên cảnh đế tầng đỉnh của Quan Tinh Lâu. Đây chính là điển cố của Phật môn ta, Độ Ách La Hán thong thả kể ra. Tương truyền, lúc Phật Đà ở Tây Vực khai tông lập phái, Tây Vực bị một đám man tộc gọi là Tu La chiếm cứ, Tu La tộc hung tàn hiếu chiến, ăn tươi nuốt sống. Vì tranh đoạt địa bàn, tùy ý tàn sát tăng nhân Phật môn. Phật Đà sau khi biết, tự mình tới địa bàn Tu La tộc, ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, mặc đánh mặc giết, tuyệt không đánh trả. Tu La tộc tàn nhẫn lập tức động đao động thương, chỉ thấy một đao hạ xuống, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng trong máu thịt truyền đến tiếng leng keng. Hai đao hạ xuống, da chóc thịt bong, trong máu thịt sáng lên ánh sáng màu vàng. Sau 3.600 đao, Phật Đà rút đi máu thịt phàm thai, hiện ra kim thân pháp tướng. Đám Tu La tộc ở trong 3 ngày 3 đêm bổ chém, hiểu rõ bản thân, đại triệt đại ngộ, từ đó về sau buông sát tâm, quy y Phật môn. Dân chúng phố phường vây xem nghe say sưa, nhưng Vương Thủ Phụ đám quyền thần, cùng với các quý tộc thừa kế, sắc mặt lại thay đổi hẳn. Trong chùa miếu đương nhiên không có Phật Đà, nhưng một cửa ải này đã đặt tên là Tu La Vấn Tâm,
Vậy hiệu quả tất nhiên là giống với Phật Đà độ hóa Tu La tộc. Ngay cả Tu La tộc hung tàn thành tánh, ăn tươi nuốt sống cũng có thể độ hóa, còn độ không được một tên Hứa Thất An. Cùng lúc đó, trong chùa miếu, vị kim cương pháp tướng híp mắt kia bỗng nhiên mở mắt. Trong phút chốc, Phật pháp uy nghiêm như núi lở, như sóng thần, cuốn lấy lực lượng không thể chế ngự, nuốt sống Hứa Thất An. Hứa Thất An thấy Phật quang vô biên vô hạn, Phật quang này cũng không thể làm người ta cảm giác tường hòa, ngược lại cho người ta cảm giác bá đạo vô lý. Ở nháy mắt đè sập ý chí của hắn, thay đổi nội tâm hắn. Cuộc đời tám nỗi khổ không có ý nghĩa, gia nhập Phật môn mới là chốn trở về duy nhất. Ta là kẻ khai sáng đại thừa Phật pháp, Phật môn càng thêm thích hợp ta phát triển. Do dự cái gì? Thật sự chỉ cam tâm làm một võ phu thô bỉ sao? Từng ý niệm hiện lên, kể ra đủ loại chỗ tốt của Phật môn, nhưng Hứa Thất An còn cảm thấy rất có đạo lý. Tư tưởng của con người là sẽ thay đổi, đại khái cần 5 tháng dài lâu để thay đổi, nhưng giờ này khác này, Hứa Thất An ở trong nháy mắt ngắn ngủn đã thay đổi bản tâm, bắt đầu hướng tới Phật môn, hướng tới Phật pháp. Ngay cả các hoa khôi giáo phường ti cũng không thơm nữa. Ở trong những ánh mắt nhìn vào, Hứa Thất An đứng dậy, chậm rãi rút ra hắc kim trường đao, một tay khác đặt ở trên cái mũ lông. Con mẹ nó, không thể tháo, không thể tháo. Cảm giác xấu hổ thật lớn khiến hắn tìm về một chút bản thân, rút đao, tháo mũ. Đây là muốn cho mình quy y, nhưng hắn không có tóc, tháo mũ lông chồn xuống, quả trứng vịt của hắn liền bại lộ ở trong mắt ngàn vạn người. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.